Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với phiên live tiếp theo trong chấm bài toàn quốc. Thì trên tài dân là sắp bài mà của các bạn từ khắp nơi đó vẽ và gỡ bài về cho thầy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã luôn luôn xem kênh Thảo Tiên và tặng quà nha. Và trong quá trình xem thì video có quảng cáo, các bạn vui lòng xem hết quảng cáo đừng bỏ qua nha. Vì mình xem mình sẽ góp được 200 đồng cho tất cả các bạn học sinh khó khăn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình chấm bài thôi. Hai mấy bạn, đúng rồi. Bạn Khang Hy, mai mốt in tên viết hoa giùm tôi. Đến từ Sóc Trăng, hai chữ cái đầu viết hoa luôn nha chưa. 15 tuổi ghi chữ 15 cộng, nghe chưa. Ký chữ Khang Hy thấy cưng ác nè, thấy không. Ê, vẽ hai cái kiểu này đó là trường phái lập thể mà ứng dụng lên cái ly rượu. Rượu sâm banh đó mấy em, rất là xinh, rất là ngọt ngào, mà trong đó có sự lãng mạn mà nghệ thuật ha. Và cái này lên màu là bao chất lượng luôn. Thầy cưng mấy bạn nào mà bài vẽ lên màu hơn, còn mấy cái bài đánh đen trắng á là phải cực kỳ xịn kìa. Chứ mà vẽ ớt ớt kiểu này thì không có thích. Thiệt luôn á, mê hai con ớt quá trời mà sao mà hay gỗ ghê. Khi vô tôi chấm bài mà cứ vô hỏi hai con ớt hoài đi, mua giùm đi. Mà như hết hàng rồi đó. Bức này tôi cho em 80 điểm thôi là cao lắm rồi đó nha chưa. Cỡ này phải chấm khó mấy cái bài này để chi hả? Để từ đây về sau mấy em đừng có vẽ mấy trắng đen, mấy em đừng gọi tôi nữa. Nay nợ chanh nào thầy chấm hả? Chắc 3-4 bữa nữa đó. Rồi ok mấy bạn ơi, bạn Xuân Đức này là ở Nghệ An mà 1 tuổi là thầy không có chấm bài của bạn nha. Vì sao mấy bạn? À quên, từ từ đã thầy kiểm tra mấy bạn ơi. Xuân Đức phải không? Xuân Đức mấy bạn nè, Xuân Đức gỡ bài nè. Rồi ở trong đây có 2 bài của bạn Xuân Đức là thầy hủy nha. Rồi ok, lý do vì sao các bạn? Hủy luôn, lý do vì sao? Là hôm bữa đó là bạn này đã lấy cái hình này rồi mấy bạn. Ở trên mạng lấy xuống mấy bạn ha, ở trên pin á. Sau đó đó là lấy xuống xong rồi các bạn ghép tên mình vô các bạn. Là biết sao thầy biết không? Bình thường là các bạn không nói là thầy con không biết đâu. Tại vì các bạn tra ra là thầy vừa dơ lên là mấy bạn biết ngay. Đó ừ. Thế là các bạn nói là mới gỡ là lấy 1-1 là lấy tải về luôn đó. Sau đó ghép cái tên mình là Xuân Đức Nghệ An 11 tuổi vô để nộp cho thầy. Công nhận thấy lừa dối ghê không? Mà hôm nay đâu lòi ra thêm 2 bài của ảnh nữa nè. Tôi cũng không biết cái này phải em vẽ hay không. Giờ tôi nói thiệt là tôi không có còn niềm tin với em nữa. Thành ra là em cứ lưu hình ở trên mạng nộp thôi. Cái này thầy dân không có biết mà các bạn á, tự tra ra. Bởi vì tao nói á, đừng có qua mắt thầy giáo được chứ không có qua mắt cộng đồng mạng được. Cho nên là riêng hai các bạn có Xuân Đức là thầy hủy luôn ha. Không có gỡ nữa em ơi. Thầy chặn 2 nick luôn mấy bạn. Chặn nick này xong qua nick kia nhắn gỡ nữa ai nhẫn. Bây giờ em có tự tay em vẽ thầy cũng không có quan tâm nữa. Mắc uy tín quá hả. Nhớ mãi Uyển Nhi nữa tới nữa. Người ta vẽ gì mình phải tán dương. Ô cái này chấm rồi nhưng mà thầy quên, chắc là trong cái lưu của thầy nó còn mấy bạn. Bạn Hành Đạt 12 tuổi Kiên Giang vẽ một bút chì màu, các bạn ơi vẽ tranh như thật luôn. 100%. 100 điểm. Vẽ như thật, thầy không tin luôn, thầy nói vậy nè. Ê, em vẽ gì đâu mà như thiệt vậy, sợ mà đưa qua app gì này kia làm sao. Kêu em chụp cao lên đi. Cái chụp cao lên có mấy cái bút mực màu đó luôn mấy bạn, đáng sợ chó. Ghê thiệt, rất là xuất sắc nha mấy bạn nha, rất là xinh xắn. Người ta vẽ cỏ này không nè, không phải thường đâu á, thiệt luôn á. Ừ. Mà hả, tôi nể nhất là cái phần vừa mà bạn tạo tác, bạn tạo hình, tao nói hả, như thật. Tranh này là quá đẹp luôn, tôi không thể nào tin được. Chính thầy mà thầy còn không tin, thầy còn tưởng là bạn vẽ qua app mà. Nè, mấy bạn gỡ bài thì gỡ bài qua đây nha. Lẹ lẹ đi để thầy lấy ra đó. Cái màn hình lợi càng tốt. Bài này của ai vậy? Ngọc Linh Quảng Nam 14 tuổi. Nãy giờ dòng do Tông Quốc có mấy bạn làm tới vậy ta. Nè bạn này dễ nét không à. Mai mốt mấy bài nét về thầy dân không có nhận được nha. Biết sao không? Nó không có chất lượng. Phô phớ kiểu này không à. Thầy cần một cái bài hoàn chỉnh như kiểu này nè. Thấy không? Phải có màu mè ra. Mỗi lần đi in mỗi lần cực mấy bạn. Mà đi in mấy cái bài trắng đen này nó vô nghĩa lắm. Thiệt. Tới với thầy dân thầy không có thích mấy cái bài này. Cho nên là mai mốt em phải vẽ nó cực cực kỳ xịn kìa, thầy mới duyệt chứ dễ gì mất công mình ha. Chàng ơi, cái bức này tôi cho em là 75 đi đó. Mấy cái bài này điểm có cao thiệt luôn á. Cái này là giống như ký họa nét phước phước thôi. Đánh chị được không thầy? Đánh chị là phải ra đa sáng tối như đánh hình họa vậy đó, sáng tối phải rõ rệt chứ. Mà đánh chị phước phước vài ba nét là thầy không có nhận đâu, khỏi dễ mất công nha. Chưa bật Thiên Lý ơi đi thầy. Thôi em ơi, tôi sợ lắm. Tôi sợ những cái người ca cái bài đó, nhất là cái ông, cái người mà ra cái album đó tôi sợ lắm.
Hiền Đỗ An Giang 15 tuổi. À các bạn Hiền Đỗ hồi nãy là các bạn, bạn này gửi bài cũng nhiều lắm chứ bộ ha. Nè, thấy cương ép. Nè, thấy không, một cái bài vẽ anh ta dễ thương. Không có mũi thầy ơi. Ủa, là nhân vật này có cái mũi phải không, nhỏ nhỏ ở đây mà phải không? Chưa. Em vẽ không có lỗ mũi trừ điểm em nha. Là sao nữa vậy? Nhìn thấy cưng ghê. Tính cho cái bức này đó hả, là 98 điểm nhưng mà không có lỗ mũi thôi, còn 96 nha. Chứ giờ không có lỗ mũi độ nhiêu điểm? Thầy mở nhạc nhẹ nhẹ đi thầy. Không em, mình tập trung mình nghe đi chứ. Cái mũi mất tiêu ờ. Sao khó khăn quá hà trời Phật ơi. Thiếu cái mũi trừ điểm nó khó khăn. Trừ nhiều ghê, trừ 2 điểm. Em dễ quá thôi, em vô đây em ngồi nè. Em vô đây em ngồi em chấm luôn đi. Sao mà hay nói quá hà. Sao hay mắc bẻ dữ vậy. Tôi hiền từ dữ lắm. Vậy trời. Hồ Gia Phúc, thành phố Hồ Chí Minh 14 tuổi, vẽ vào ngày 27 tháng 5 năm 2024. Vậy là nghe đồn là tôi nhận bài toàn quốc, thành ra là ảnh vẽ nè. Hay ghê không. Dạ phố phớt vài nét ra được con ớt. Hay gì chở. Trăm điểm, trời dễ thương quá ha. Bảo đảm con ớt này là con ớt con trai. Con gái nè. Hèn chi ngồi đây chờ đợi lâu lắc đó. Được một cặp rồi đó. Thấy ghê không. Ủa, Hồ Gia Phúc là con gái thầy ơi. Vậy sao. Cái này là ớt chúa. Ghê hả. Dữ vậy, cái đó con nhái mà thầy. Sao mà ngộ vậy. Là con ớt hay con nhái. Cái này là con ớt hay con nhái. Con nhái hả. Chết chưa. Bật nhạc thiền đi thầy. Tôi đâu nãy thì tôi đâu có gọi là cái gì mà từ bi hỷ xả gì mà phải bật nhạc thiền. Cái đó con ẩn ương. Là con ẩn ương dữ lắm rồi đó. Em làm ơn em đi khám con mắt đi. Chấm bài ghét rồi lộn thị hết trơn rồi. Hồ Gia Phúc nữa nè. Trời đẹp dữ. 100 điểm luôn. Tôi đó nè mấy em mà cái này là ai đó. Chuyện ô thấy cưng ác mê mô xuất sắc. Thiệt luôn, tôi không ngờ luôn á. Cái này chấm rồi hả? Này chưa chấm mà. Chấm rồi hả chưa? Ủa? Tôi không nhớ nữa, chắc là in nó bị trùng. Harry Potter chính xưa. Harry Potter. Ê, ai nói Harry bọt biển vậy? Công nhận ha. Mà cái chắc hình của bạn lên xinh ghê, mấy bạn để ý nè. Cái tranh của bạn cái nét rất là kỹ, cực kỳ nét sáng tối khó rõ ràng nè. Cái mũi y rất là chuẩn nha. Cái phần mũi ngũ quan nó khó. Cái gì? Thầy có phải đơm đớm không không em? Washington. Trời ơi. Cái này là Henry Potter. Đi vô bình luận. Ông Washington. Công nhận chứ. Là giống dữ chưa. Công nhận thì rất tôi thương cho số phận của bạn này ghê. Tuổi thơ không có cháy hạnh. Là tuổi thơ bất hạnh đó. Còn hỏi là cái gì nữa. Tiến Nguyễn đến từ Cà Mau dễ nét không? Phô phớt là bực mình thấy ghê. Phớt nét mà không bôi còn không lên chi tiết nhắn nữa. Tôi ghét ghê vậy đó. 79. Mấy cái bài này á, công vẽ cực khổ mà phải làm cho kỹ lên mấy em. Làm cho phớt gì đánh chì đánh khối toàn là phớt chì không à. Đã phải là một bài chọc hoàn chỉnh được. Mình phải vẽ kỹ lên xíu nữa nha chưa. Nha chưa cục vàng. Đẹp mà sao chấm keo vậy. Giỏi vô đi chấm đi. Tôi để ý mấy cái người mà để cái hình mà giống kiểu em á, toàn là mấy bạn lớp 1, lớp 2, lớp 3. Cao lắm là cấp 2 mà chắc gần khoảng lớp 6, lớp 7 là cùng. Có cái bệnh hay nói đó. Là cái ngữ gì. Đó cũng là kiếp nạn của thầy Dân đó các bạn nha. Tại vì hôm nay thầy Dân tu. Thế là thành ra nhiều bạn muốn leo lên đầu thầy Dân ngồi các bạn ha. Cho nên đó cũng là một trong những kiếp nạn của thầy. Công Minh 12 tuổi lớp 7, sẹt 5 ở Đồng Nai. Rơi chợ, dễ nét không gì đó hả? Cực khổ quá ha, tội nghiệp dữ. Mai mốt quá mình cực công mình tô màu vô luôn. Chứ giờ sao? Hả? Trời ngô, dễ nét không được nhiêu điểm. 76. Trời, Tạ Anh Tuấn mai mốt để tên. Giữ cái đầu dứt hoa giùm tôi. Sinh vào năm 2011 mấy em. 2011 đến từ Hà Nam mấy bạn. Trời dữ hả? Trời ngô, đố mấy em đây là ai luôn đó? Hồ ô xuất sắc. Ghê thiệt. Hồi ôi. Quá đẹp luôn. Thấy ghê luôn. Trời ơi, đó là Bác Hồ mấy em ơi. Vì á, em vẽ đúng tỷ lệ. Thứ hai nữa lên màu đánh khối. Biểu cảm và rất rất chi tiết cái bức tranh này. Cho nên là hãy cho 100 điểm. Chứ thầy thấy có nhiều bạn gì nè.
bộ vẽ Bác Hồ là phải được 100 điểm là không có nha chưa. Ví dụ vẽ đẹp đi tôi không nói, mấy bạn vẽ thấy ghê, nộp lên. Bây giờ mình biết Bác Hồ đó mà giờ vẽ thấy ghê, rồi ai mà cho 100 điểm mấy em. Cho nên không phải Bác Hồ là cứ 100 điểm nha chưa. Cho nên mấy bạn nào mà có suy nghĩ đó thì giác ngộ giùm tôi nha. Kẻo mai mốt ai vẽ Bác Hồ mà thấy ghê mà đòi người ta cho 100 điểm là lạng hoàng bị phốt chán chịu. Báo trước, riêng cái bức này 100%. Cái bức này vậy rồi độ nhiêu điểm em ơi? 75 đi. Khổ ghê. Cái gì? Cái tay bị ngược hả? Ngộ chứ hả? Cái rau bát là cái gì? Em nói gì đó? Bực mình để tôi đọc comment này coi. Rau bát màu trắng đớm mà đâu coi. Ủa em, bộ rau bát là bác còn trẻ cũng màu trắng đớm luôn hả? Ủa em, bộ rau là không được màu đen hả? Em ơi, bộ rau là phải màu bạc hoặc màu trắng đớm mới được hả em? Ví dụ như bây giờ mình vẽ bát lúc mà bát có cái rau mà nó màu này không được hả? Phải vẽ trắng đớm mới được. Công nhận ha, dễ thương dữ ha. Công nhận chứ. Tiếp. Ủa, mày chấm rồi. Trời, Huỳnh Lê Như Mẫn mai mốt á ghi tên mình dứt hoa dùm thầy Dân. Cà Mau tên tỉnh dứt hoa dùm nha, chưa mới lớp 6 mấy cái này viết sai chính tả là mình bị trừ điểm quan mạng lắm đó. Ê, người ta nè thấy không, chuyển độ chuyển sắc thấy cưng ác. Cái mái tóc nè chịu khó chuyển độ nè, ở đây li ti tinh tế nè, tôn mỗi cái màu thấy xinh không nè, 100 điểm. Phải như vậy thì điểm nó mới cao được mấy em. 100 điểm nha thầy đẹp ơi. Ok luôn, thầy bán con ớt đi. Sao mà cứ vô đầu con ớt tôi hoài vậy. Tiếp, chấm nhanh đi các cục vàng ơi. Tạ Anh Tuấn đến từ Hà Nam đến nè mấy bạn. Ôi trời, sao cái anh này vẻ đẹp dữ ta. Trời, cái bước này khó dữ lắm đó nha. Vẻ đẹp dữ là trời, 100 điểm. Sao 100 không vậy? Sao chấm viết tặng 100 không chén quá vậy? Có ai 1-2 điểm cho vui cái coi. Đẹp quá luôn. Cái đó bạn in đó thầy. Tôi để ý thường mấy em mà vẽ không được chứ mấy em không công nhận tài năng của người ta hay sao? Cứ ai đẹp là nói in nha. Còn ai mà vẽ hay ghê, trời ơi, bạn đó vẽ hay ghê chứ không bao giờ nói bạn đó in hay ghê. Mà ai vẽ đẹp nó in. Ngộ ha. Người ta vẽ đỉnh ghê nè, người ta tô cái chắc màu nè. Trời, chụp gỡ qua cho thầy kỹ lắm đó. Ghê không? Xuất sắc. Ồ, chất lượng kinh khủng luôn. Quá đẹp. Tiếp, Đào Công Minh 12 tuổi lớp 7 sẹt 5 đến từ Biên Hòa Đồng Nai mấy bạn ha. Dễ hô tao dễ nét không? Hồi độ nhiêu điểm? 79. Cái này là nét nhiều hơn thành ra được 79 đó, chứ thôi là được thấp hơn rồi đó. Dễ độ nhiêu điểm? Bán con ớt đi thầy, hoài luôn. Không bán thì cho đi thầy. Chờ công nhận ha. Chỗ này làm từ thiện hả gì? Nhật Tâm 11 tuổi Bạc Liêu nha thầy Dân yêu. Trời ơi, còn mày đặt gán vô một câu nịnh nọt nữa thấy ghét quá đi. Vẽ ba con gấu mà nhìn vô tôi hết hồn, tôi nhìn không ra mấy em. Tôi nhìn ra con gấu nâu tôi mới hết hồn thì chết. Nè, ơi y gan con gấu nhìn tôi à. Ủa sao giống tôi nằm ở dưới cái giếng quá vậy? Y gan ba con gấu đang nhìn tôi luôn mấy em. Nè, y gan mấy em đang ở dưới cái giếng hay cái cống gì đó, cái ba con gấu nhìn vô mình vậy đó em. Đi chang luôn nè trời. Thấy ghê thiệt chứ. Nghệ thuật dữ ạ. 85. Đúng hả? Ngộ quá ha. Hãy la lâu chưa hả? Em ơi còn 2 bài nữa kết thúc phiên live. Ghê quá hả? Tiếp đi. Bài nào bao nhiêu điểm giờ đây? Nguyễn Văn Thuận đến từ An Giang mấy bạn ha. Đây nè, cái anh này anh chụp cũng được quá nè. Thấy ghê không? Cái này là anh vẽ bằng bút mực xanh đó mấy bạn. Chuyện ơi. Độ vẽ này cực lắm đó nha. Mấy cái mảng xanh này nè mấy bạn, là anh ngồi anh đánh bằng viết mực xanh luôn á mấy bạn, chứ không phải là lấy màu xanh marker hay là lấy cái bút lông bình thường tô đâu nha. Lấy cái bút mực xanh của mình á mà nó li ti nét á, cái anh ngồi anh tô từng cái vậy nè, chắc là hết cũng khoảng 10 cây viết mực á. Thấy ghê quá hà, 100 điểm. Người ta vẽ bài chỉnh chu ghê không? Đẹp không? Đó, thấy ghê chưa? Đỉnh cao chưa? 14 tuổi như vậy là quá tài năng, trộ dữ lắm luôn đó. Mà bạn chưa thấy đâu, có người 9 tuổi vẽ còn kinh khủng hơn nữa đó. Ghê không? Tôi không dám nói tên đâu. Tiếp, đã tôi quên tên rồi. Kim Hoa 14 tuổi đến từ Quảng Nam, dễ thương nè. Trời ơi, đây là đúng cái chắc 14 tuổi nè. Sao hai cái 14 tuổi gì đâu mà khác bọt quá vậy? Mấy em, hai cái phong cách vẽ khác nhau luôn á. Ghê không? Hai phong cách vẽ 14 tuổi. Một bạn thì cái gu dễ thương là nữ, là con gái nha. Còn một bạn là nam đó, đến từ Quảng Nam các bạn. Ghê không? Để em nhắc giùm thầy cho. Sao mà hay hay sân si quá hà.
Sao kỳ quá vậy? Các bạn này ở thế giới khác thầy ơi, sao nữa rồi đó? Người ta vẽ cái nói người ta ở thế giới khác, gọi em ở thế giới nào? Sao mà ha, em làm như ở đây là đa thế giới vậy đó. Em làm như tôi tưởng tượng là tôi không sống ở trái đất. Tôi tưởng tượng là đang chấm bài trên cung trăng á. Rồi á, tất cả các trái đất đang xem. Thế ghê thiệt chứ. Lần đầu xem like của thầy, tôi like hơn 2 năm mà bây giờ mới coi. Ghê thiệt. À, cái bức này có sự chuyển độ, chuyển sắc thấy cưng quá. Ê, cái lá chuyển độ thấy cưng ác nè. Ném gì thấy cưa. Ê, trời, con ớt này. Trời ơi. Nhìn đi con. Con hãy nhìn đi. Họ hàng nhà con đó con. Đây nè. Trời ơi. Con ớt ta ngồi nè, dễ thương không? Con ớt của tôi vậy nè. Thấy ghê không? Sao tặng ớt không vậy? Thiệt chứ, tôi sợ nó con ớt quá đi. 89 điểm. Thôi tội nghiệp, con ớt nữa hả? Cộng thêm 20, cộng thêm 4 đi tội nghiệp rồi xong. Có ai muốn coi bài lợn không vậy các bạn ơi? Các bạn à, các bạn muốn coi bài lợn không vậy các bạn ơi? Có muốn coi lợn không các bạn? Có không, có không? Lạy la, lạy la, lạy la. Nửa đêm cười khùng. Thánh thẹn ơi, em bình luận cái câu đó mà tôi lỡ lờ, tôi lỡ đọc rồi. Thật là đó cũng là một cái nghiệp của tôi, cũng là một kiếp nạn. Thầy chưa nghỉ hè hả? Tôi nghỉ hè rồi mà giờ tôi chuyển qua chấm toàn quốc nào không thấy. Mình đi dạy, mình chấm bài học sinh. Tới chừng nào nghỉ hè chấm toàn quốc, ghê không? Cuộc đời của tôi giống chị Thi Thanh Phạm vậy đó. Kể chuyện ma ba dòng họ, kể chuyện ma suốt đời, chắc mai mốt tôi cũng vậy. Chấm bài đến cuối đời luôn đó. Hay ghê thiệt chứ. Không chấm cái đêm nào không chấm cái tin tin vụ gì trời. Thầy còn thở không? Sao giờ này thầy chưa lên like chấm bài? Hôm nào mình nghỉ đó là chị đó. Tôi không có yên ổn được mấy em ơi. Ghê không? Quá đẹp. Ổng chấm từ offline qua online luôn chứ gì nữa. Tôi chấm từ trực tiếp mà qua online luôn. Phải thường đâu. Ghét gọi hả, tôi khổ ghê. Mà mấy cái cuộc thi ngộ lắm, tôi để ý vậy nè. Cuộc thi người ta có giải thưởng á, cũng là dành cho lứa tuổi cấp 1, cấp 2. Cái anh chị này không chịu vẽ bài nộp, để thi có giải không chịu, mà chụp hình vẽ bài nộp cho tôi để lên chấm thôi đó. Thấy ghê không? Tôi cũng hơi bất ngờ thiệt luôn á. Nhiều cái tôi cũng không muốn nói thiệt. Gỡ bài như thế nào hả? Rồi đợi thầy xíu, thầy chỉ cho. Đây, gỡ qua đây liền cho thầy. Rồi cảm ơn các bạn nha. Khi các bạn gỡ các bạn vui lòng. Các bạn không cần gỡ lờ các bạn đâu, nó cực. Ha, vô là em chào thầy nha. Chứ không phải vô quăng hai tấm hình em ru là tôi block. Tại vì mắc lịch sự. Vô phải biết chào hỏi đàng hoàng tử tế. Thứ hai nữa, vô thẳng vấn đề là em gỡ bài là quăng cái bài lên luôn. Nha chưa? Chứ đừng có đợi thầy rep. Tại vì một ngày tới 300-400 tin nhắn là không ai rảnh mà rep từng người cho mấy em được nha chưa? Thứ hai nữa là khi chụp bài chụp thẳng từ trên cao chụp xuống bốn góc ngay ngắn đàng hoàng đầy đủ ánh sáng. Tranh nào mà chụp xéo chụp nghiêng chụp tối và không ghép họ tên thông tin tuổi và tỉnh vô cái bức tranh của mình coi như loại, dù đẹp cỡ nào cũng loại nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi các bạn mỗi người góp ta nha để cho có những cái phiên like thú vị. Cảm ơn các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem like, hả tim và tặng quà. Cuối like chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Chúc tất cả các cô dì chú bác, các phụ huynh, các anh chị cũng như là các bạn sinh viên, các bạn học sinh, các em nhỏ ngủ ngon. Bye bye các bạn.